Chào mừng các bé đến với kênh Gốc Trẻ Thơ Hôm nay, Gốc Trẻ Thơ sẽ kể cho các bé nghe về câu chuyện Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng Cụ tổ bên ngoại của Trừng, người họ Phạm, Húy là Bân Có nghề y gia truyền, giữ chức thái y lệnh để phụng sự Trần Anh Vương Ngài đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo. Gặp người bệnh tật cơ khổ, Ngài cho ở nhờ nhà, cho cơm cháo, chữa trị cho. Dẫu bệnh có dầm về, nhưng Ngài không hề né tránh. Bệnh nhân tới chữa khỏe mạnh rồi mới đi. Cứ như vậy, trên giường không lúc nào vắng bệnh nhân. Bỗng liền năm đói kém dịch bệnh nổi lên ngài lại dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng đói khát bệnh tật ở cứu sống hơn ngàn người ngài được mọi người cảm tạ một lần có người đến gõ cửa mời gấp nhà có người đàn bà bỗng nhiên nguy kịch mặt mày xanh mét nghe vậy ngài theo người đó đi ngay nhưng ra cửa thì gặp sứ giả do vương sai tới bảo rằng trong cung có bậc quý nhân bị sốt vương triệu đến khám ngài nói bệnh đó không gấp nay mạng sống của người nhà này chỉ trong từng khoảnh khắc tôi cứu hỏi trước lát nữa sẽ đến chữa cho bậc quý nhân đó quan trung sứ tức giận nói phận làm tôi sao được nói như vậy ông định cứu tính mạng người ta mà không cứu tính mạng mình sao ngài đáp tôi có mắc lỗi chả biết làm gì nếu người kia tôi không cứu chẳng biết trông vào đâu tôi xin chịu tội nói xong ngài đi cứu người kia họ quả được sống Lát sau, Ngài đến ý kiến, vương của trách. Ngài tạ tội, bày rõ lòng thành của mình. Vương mừng nói, ngươi thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi nghề nghiệp, lại có lòng nhân đức, thương xót nhân dân của ta. Về sau, quan cháu ngài làm nghề lương y đến hàng ngũ phẩm, tứ phẩm có tới hai ba vị. Được người đời hết lòng khen ngợi Câu chuyện đến đây là hết rồi Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Trẻ Thơ nhé Hẹn gặp các bé ở các câu chuyện tiếp theo